Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Giờ Khách Sổ trên kênh truyền hình FPNC. Và thưa quý vị, ở phần 2 của chương trình, như thường lệ chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin cập nhật về thị trường trong nước cũng như là những thị trường quốc tế đáng chú ý. Và thưa quý vị, mở đầu chúng ta sẽ đến với những thông tin về thị trường trong nước. Thưa quý vị, công ty cổ phần chăn nuôi Miracco mã là MLS vừa thông qua nghị quyết hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 35% cho các cổ đông. Tức là một cổ phiếu sẽ được nhận 3.500 đồng và hạn chót chốt danh sách là ngày 20 tháng 1 năm 2017. Thời gian thực hiện chi trả là tháng 2 năm 2017. Như vậy là với tổng số lượng 4 triệu cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX thì công ty cổ phần chăn nuôi Miracco sẽ chi 14 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, công ty này đạt gần 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thu về hơn 17 tỷ đồng. Trước đó, thì hội đồng quản trị của công ty đã chọn ngày 28 tháng 12 năm 2016 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HNX với số lượng niêm yết là 4 triệu phiếu và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.000 đồng một cổ phiếu. Kính thưa quý vị, tuần qua thì Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom với thông tin cụ thể như sau. Mã chứng khoán đăng ký giao dịch là HVN, mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phiếu. Số lượng chứng khoán đăng ký là hơn 1,2 tỷ cổ phiếu. Ngoài ra thì ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu đầu tiên sẽ được Tổng công ty Hàng không Việt Nam công bố sau khi nhận được sự chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Thưa quý vị, công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam mã là IVS vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng. Trong đợt phát hành vừa qua, thì Tổng giám đốc IVS ông Đoàn Ngọc Hoàng cho biết phần lớn cổ phần được chào bán cho đối tác chiến lược nước ngoài với mục đích là tận dụng nguồn vốn, năng lực cũng như là kinh nghiệm của thị trường chứng khoán lớn trong khu vực để giúp cho IVS phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Và định hướng, IVS sắp tới sẽ trở thành công ty chứng khoán cung cấp đầy đủ toàn diện các sản phẩm dịch vụ cho thị trường như phát hành bảo lãnh, các dịch vụ tài chính doanh nghiệp v.v. Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen mã là HSG đã trình đại hội cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa là 10% theo mệnh giá, tức là một cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng. Đồng thời, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành tối đa là 75%. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016, thì doanh thu thuần của HSG đạt gần 5.040 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với đầu năm, và lợi nhuận sau thuế đạt 448 tỷ đồng, tăng 139% so với đầu năm. Thưa quý vị, hiện tại thì tập đoàn này có hơn 196 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, với giá trị vốn hóa thị trường là hơn 10.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, vào hôm qua ngày 26 tháng 12, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh mã là CII đã hoàn tất chuyển nhượng hơn 19 triệu cổ phiếu của công ty cổ phần xây dựng hạ tầng CII, gọi tắt là CII-ENC, cho 93 nhà đầu tư. Khi đó, tỷ lệ sở hữu của CII tại CII-ENC giảm xuống còn 49%. Và như vậy, kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2016, thì CII-ENC chính thức trở thành công ty liên kết của CII. Và năm 2017, thì CII đạt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 5.300 tỷ đồng, cao hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng gần 1.290 tỷ đồng, tức là tăng hơn 25% so với mục tiêu 847 tỷ đồng đặt ra cho cả năm 2016. Và kính thưa quý vị, hiện tại thì CII đang có hơn 240 triệu cổ phiếu đang lưu hành với giá trị vốn hóa thị trường gần 6.780 tỷ đồng. Thưa quý vị, DC Developing Market Strategy vừa đăng ký mua 500.000 cổ phiếu của Vinamilk mã là VNM, phương thức giao dịch thông qua hình thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giao dịch được thực hiện dự kiến từ ngày 28 tháng 12 đến năm 2016 đến ngày 24 tháng 1 năm 2017. Trước đó thì DC Developing đã sở hữu hơn 820.000 cổ phiếu của VNM và nếu giao dịch mua bán này thành công thì quỹ này sẽ sở hữu hơn 1,3 triệu cổ phiếu của VNM tương đương với 0,09%. Và theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Vinamilk năm 2016 mới vừa được công bố thì dự kiến tổng doanh thu cả năm của công ty này đạt 46.000 tỷ đồng, tức là tăng 4% so với kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế là gần 9.300 tỷ đồng, tức là tăng 13% so với kế hoạch năm thưa quý vị. Thưa quý vị, trong một thông báo được đưa ra mới đây thì hãng xe BMW của Đức cho biết sẽ cho triệu hồi gần 200.000 xe tại thị trường Trung Quốc.
Cơ quan kiểm tra chất lượng của Trung Quốc và phía BMW đều thừa nhận một số dòng xe của hãng tại thị trường này gặp lỗi trên túi khí. Và theo công bố từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2015 đến tháng 12 năm 2011, 2005. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, trong một thông báo được đưa ra mới đây thì hãng xe BMW của Đức cho biết sắp tới sẽ cho triệu hồi gần 200.000 xe tại thị trường Trung Quốc. Cơ quan kiểm tra chất lượng của Trung Quốc và phía BMW đều thừa nhận một số dòng xe của hãng tại thị trường này gặp lỗi trên túi khí. Và theo công bố từ phía cơ quan chức năng Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 12 năm 2011, có hơn 168.000 xe BMW nhập khẩu và hơn 24.000 xe sản xuất tại thị trường Trung Quốc bị triệu hồi. Và giới chuyên môn cho biết, túi khí trên những dòng xe bị triệu hồi đều có khả năng gây nguy hiểm cho người cầm lái nếu như chúng bị vỡ bất thình lình và văng ra những mảnh vụn có thể gây thương tích. Và sau khi triệu hồi thì hãng BMW sẽ cho thay miễn phí toàn bộ túi khí có nguy cơ gây ra sự cố nói trên. Và riêng trong đầu tháng 12 này thì hãng BMW đã công bố sẽ triệu hồi thêm một số xe mang thương hiệu Rolls-Royce tại thị trường Trung Quốc với những lỗi tương tự, thưa quý vị. Thưa quý vị, tập đoàn Toshiba đang đối diện với khoản lỗ nặng nề nhất kể từ tháng 5 năm 2015 sau khi hãng này đón nhận sự thất thoát nghiêm trọng lên đến 4,3 tỷ đô la Mỹ từ một chi nhánh chuyên hoạt động về mảng năng lượng hạt nhân tại thị trường Mỹ. Thông tin thiếu tích cực này được phát đi đã khiến cho cổ phiếu của Toshiba lập tức giảm mạnh đến hơn 16%, xuống còn 371 yên một cổ phiếu ngay khi khởi động phiên giao dịch ngày 27 tháng 12 tại sàn giao dịch chứng khoán Tokyo. Và tuy nhiên, phía Toshiba khẳng định thông tin này không xuất phát từ thông cáo báo chí chính thức mà hãng phát đi. Hiện tại thì hãng sản xuất điện tử của Nhật này vẫn đang tiến hành định giá lại tài sản. Thông tin báo lỗ của Toshiba xuất phát từ việc một chi nhánh chuyên về mảng năng lượng hạt nhân của hãng là Westinghouse Electric thâu tóm hãng cung ứng Chicago Bridge and Iron của Mỹ với giá trị lên đến 4,3 tỷ đô la Mỹ, tức vào khoảng 500 tỷ yên. Và nếu không tính tới khoản tiền này thì Toshiba cũng phải đối diện với một khoản lỗ doanh thu khác trong năm tài khóa 2016-2017 lên đến 168 tỷ yên. Và thưa quý vị, năm ngoái hãng sản xuất điện tử đình đám này của Nhật cũng đã báo lỗ khoảng 460 tỷ yên. Thưa quý vị, giá dầu thế giới đã tiếp tục kéo dài đà tăng từ tháng 8 năm nay trước khi các nước trong và ngoài khối OPEC tiến hành cắt giảm sản lượng để bình ổn thị trường theo thỏa thuận mới đạt được. Tại thị trường New York thì việc giá dầu giao trong tương lai tăng 0,6% đã kéo dài đà tăng của nhóm này lên 7 phiên liên tiếp. Và tiếp nối diễn biến này thì giá dầu được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2017 khi mà các nước trong và ngoài khối OPEC tiến hành cắt giảm sản lượng để bình ổn thị trường theo thỏa thuận vừa đạt được hồi tháng vừa qua. Và theo đó, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và 11 nước sản xuất dầu không thuộc OPEC, bao gồm cả Nga, đã đồng ý cắt giảm 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 1 năm 2017. Giá dầu thế giới đã neo ở mức gần 50 đô la Mỹ một thùng lần đầu tiên trong vòng 8 năm sau khi các thành viên OPEC thông qua thỏa thuận cắt giảm nói trên. Và thưa quý vị, cùng với đà tăng tích cực này thì giá dầu WTI giao tháng 2 đã tăng thêm 32 cent một thùng trong phiên giao dịch vào sáng ngày 27 tháng 12 tại thị trường Hồng Kông, kéo dài đà tăng của nhóm này lên 44% trong năm nay. Và trong khi đó thì giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng neo ở mức là trên 55 đô la Mỹ một thùng trong phiên giao dịch sáng ngày 27 tháng 12 tại thị trường London. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng cập nhật những thông tin về thị trường chứng khoán châu Á. Trong khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh vào đêm trước thì các sàn giao dịch chính tại thị trường châu Á lại trải qua một phiên giao dịch trái chiều trong phiên ngày 27 tháng 12. Riêng thị trường Trung Quốc diễn biến thiếu tích cực dù đón nhận những thông tin vĩ mô khởi sắc trong phiên. Và khép phiên giao dịch ngày 27 tháng 12, chỉ số Nikkei 225 của Nhật và Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ từ 0,03 đến hơn 0,2%. Riêng thị trường Trung Quốc là chỉ số Shanghai của thị trường Trung Quốc đỏ sàn khi giảm hơn 0,2%. Thị trường Hồng Kông, Úc và New Zealand tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh trong phiên này. Còn thị trường Nhật Bản đón nhận thông tin kém tích cực trong phiên khi chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 11 tiếp tục suy giảm 0,4%, cùng với đó là sự giảm tốc của chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, trợ lực đến từ việc tỷ lệ việc làm trong tháng 11 chạm mốc cao nhất kể từ tháng 7 năm 1991 đã góp phần nào giúp cho thị trường Nhật tìm được sắc xanh. Còn tại thị trường Hàn Quốc, thị trường này bất ngờ tìm được sắc xanh dù trước đó một khảo sát được công bố hôm thứ Hai cho thấy chỉ số tâm lý tiêu dùng của người dân đã giảm xuống mức tồi tệ nhất trong vòng 7 năm rưỡi qua do tác động từ bê bối chính trị của đương kim tổng thống và sự kém ổn định của thị trường tài chính trong thời gian qua.
Còn riêng tại thị trường Trung Quốc, dù đón nhận thông tin tích cực từ việc tăng trưởng mạnh của lợi nhuận công nghiệp trong tháng 11, nhưng thị trường vẫn không tìm thấy được sắc xanh. Trong khi chỉ số Shanghai của Trung Quốc đại lục giảm hơn 0,2%, thì chỉ số Shenzhen của sàn thẩm quyến cũng đi ngang và nhích nhẹ chưa đầy 0,07% vào cuối phiên, thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin cập nhật về thị trường trong nước cũng như là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 3 của chương trình và cùng gặp lại chuyên viên chứng khoán đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng.